pair Đức nhanh chóng. Hello, chắc hẳn các bạn đã nghe qua chương trình Au Pair rồi đúng không nào? Au Pair là chương trình giao lưu văn hóa quốc tế nổi tiếng nhất thế giới. Chương trình này đã tồn tại từ rất lâu rồi và đã chắp cánh ước mơ cho rất nhiều bạn trẻ sang Đức học tập ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng sống, khám phá văn hóa Đức và sống cùng với một gia đình người bản địa. Các bạn mong muốn sang Đức theo chương trình này bắt buộc phải xin visa. Quy trình xin visa có thể kéo dài 6 tới 8 tuần tùy thời gian xét duyệt của cơ quan chức năng. Để xin được visa Au Pair Đức nhanh thì các bạn nên bỏ túi một vài kinh nghiệm cần thiết. AVT sẽ bật mí ngay những kinh nghiệm xin visa Au Pair Đức trong video này. Các bạn hãy xem ngay nhé. Đầu tiên là lưu ý khi làm hồ sơ. Kể từ tháng 3 năm 2016 đã có những quy định mới về hồ sơ xin visa theo chương trình Au Pair. Các bạn cần phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ để xét duyệt. Các bạn cần lưu ý nộp ảnh chuẩn ICAO nhé. Đó là ảnh màu cỡ 3,5cm x 4,5cm, nền trắng, chụp chính diện và không cũ hơn 6 tháng. Rất nhiều bạn đã phải đi chụp lại. Có bạn còn bị trả lại hồ sơ chỉ vì nộp ảnh sai quy chuẩn. Các bạn cần chú ý nhất tới sơ yếu lý lịch, bản trình bày động lực vì đây là hai yếu tố vô cùng quan trọng của hồ sơ cũng như buổi phỏng vấn xin visa. Lý lịch cần có trình tự thời gian liền mạch. Còn bản trình bày động lực cần phải tự viết để giải thích cho mục đích Au Pair của mình. Do đó, bạn cần đưa ra những lý do cụ thể và phù hợp với cá nhân mỗi người. Không được sao chép dập khuôn từ người khác, sẽ rất dễ dàng bị trượt phỏng vấn đó nha. Những giấy tờ không được cấp bằng tiếng Đức thì bạn sẽ phải dịch sang tiếng Đức và nộp kèm hai bản photo. Ngoài ra, thì hợp đồng phải có bản gốc từ phía gia đình chủ nhà gửi sang cho bạn. Về lịch hẹn xin visa Au Pair Đức, bạn cần đặt lịch hẹn trước. Lịch hẹn phải đặt online trên hệ thống đăng ký của Đại sứ quán, nên đăng ký lịch hẹn sớm, tuy nhiên không sớm quá trước 12 tuần so với kế hoạch sang Đức của bạn. Sau khi đặt lịch hẹn thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận của Đại sứ quán. Việc của bạn là lưu giữ thông tin xác nhận này và xuất trình khi nộp hồ sơ xin cấp visa. Kinh nghiệm khi phỏng vấn khá quan trọng. Phía Đại sứ quán Đức hoặc lãnh sự quán không cho phép mang bất kỳ một thiết bị điện tử nào vào khu vực chờ đợi. Vì thế, các bạn nên để tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy chụp ảnh và các thiết bị điện tử khác ở nhà. Bằng cách này, các bạn sẽ trải qua bước kiểm tra an ninh một cách nhanh chóng hơn. Các bạn nên đến trước lịch hẹn 20 phút trở lên. Sau khi nộp hồ sơ phỏng vấn, bạn sẽ phải xếp hàng. Nhân viên sẽ đưa bạn số thứ tự ngồi chờ và chờ đợi trong khu vực để đợi tới lượt lấy dấu vân tay. Sau đó mới tới giai đoạn phỏng vấn của mình. Các nhân viên phỏng vấn phải giả định là tất cả mọi người tới Đức đều có ý định phi pháp. Nhìn chung, bạn cần chứng minh được hai điều và trả lời với phong thái thật tự tin. Bạn có lý do để đi Au Pair, hay nói cách khác, Au Pair giúp gì cho con đường tương lai của bạn? Và thứ hai, bạn phải có một kế hoạch cụ thể cho tương lai và động lực để quay trở về Việt Nam thực hiện kế hoạch tương lai đó sau khi kết thúc thời gian Au Pair của mình. Đó là những kinh nghiệm xin visa Au Pair Đức mà các bạn nên lưu ý. Au Pair là một chương trình rất hay, thế nên nếu có ý định sang Đức thì các bạn hãy tìm hiểu ngay nhé. Xin chúc các bạn thành công! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.